Lưu ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi ngày thứ 6 rồi, gần như cũng là vào cuối tuần rồi, thì em Hương sẽ lại lên sóng và báo giá những dòng xe đang được chào bán bên em. Cảm ơn khách hàng đã dành sự ủng hộ cho em Hương nhé. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Số hotline em ghi ở đây rồi các bác nhé. Em chào bác Nguyễn Bá Như này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương ạ. Em chào anh Trương Nguyễn ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Nhấc máy và liên hệ cho em. Bên em thì về thêm rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. 7 khách hàng rồi. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt chia sẻ là Xpander 2020 số tự động đẹp. Em chào anh Tùng Sứ Lạng này. Xpander này, bán tải này. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động. Em chào anh Trương Nguyễn, chào bác vợ Xuân Hải ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Các bác thấy hôm nay lạ một chút gì không ạ? Là em Hương trực tiếp quay sang cam sau luôn. Và để ngang máy một chút để xem hôm nay có hiệu quả hơn không nào. Cảm ơn anh Tùng Sứ Lạng nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân mọi nhóm ạ. Chào anh Lê Trung Hiếu này. Chào bác Nguyễn Xuân Hồng, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nhé. Cảm ơn anh Hương ạ. À anh Trương ạ, anh Hương mới chết chứ. Cảm ơn anh Trương Nguyễn ạ, chia sẻ cho em nào, 20 khách hàng rồi. Lên cho em Hương 100-200 khách hàng đi ạ. Vì ngày hôm qua khách hàng quan tâm rất là nhiều. Lên tối hôm qua em chốt được một lúc 4 chiếc xe luôn. Innova 2012 đi lấy chồng rồi. Y10 biển Sài Gòn cũng đi lấy chồng rồi. Và thêm EcoSport số sàn 5 chỗ ngồi gầm cao. Hôm nay nắng rồi anh ơi, hôm nay lại nắng rồi. Khách hàng nhiều mình ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em lên nào. Chia sẻ thì bán rẻ nhất định rồi anh Tùng ơi, chỉ cần chia sẻ cho em thôi, giá sẽ cực kỳ khác luôn. Cảm ơn bác Xuân Cường, chốt chiếc xe nào thì bình luận ở phía dưới bài livestream của em Hương nhé. Hôm nay thì em sẽ lên sóng luôn về một cặp bán tải này. Màu xanh và màu kia là màu đỏ nhé, không phải đỏ chói đâu mà màu đỏ giống cà rốt, cực kỳ đẹp luôn. Bữa nay quay ngang màn hình em thử một chút xem là có được nhiều khách hàng quan tâm ủng hộ hơn không nhá. Các bác chia sẻ cho em nào, quay ngang màn hình quay được nhiều xe hơn. Ở đây thì em có một chiếc bán tải BT50. BT50 máy dầu đời 2015, em này 2 cầu số tự động đẹp bản 3.2. Đời 2015 máy dầu 2 cầu số tự động đẹp BT50 510 triệu đồng. 510 triệu đồng có BT50 đi các bác nhé. Em chào anh Hà Văn Tưởng nào, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. 50 khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Em nhờ bác thư ký của em ra bên ngoài đây một chút, cầm em điện thoại với, vì em một tay cầm ô, một tay không cầm được bình luận được rồi. Trách thư ký của em ơi, ra đây em nhờ chút nhá. Bên đây thì em còn có một Isuzu D-Max, em này cũng là bán tải nhá. Bán tải 2 cầu máy dầu đời 2016, đăng ký vào cuối tháng 12/2017. Trời ơi, xe gì mà đẹp đến lỗi là máy số zin, sơn zin. Mà lăn bánh còn một dàn lốp còn đẹp nguyên zin nhá, lốp mới liền đời luôn các bác ạ. 535 triệu cho chiếc bán tải Isuzu máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Khách hàng quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. 70 khách hàng thân yêu của em Hương, mỗi khách hàng cho em xin một nút like nhé. Em chào anh Nguyễn Dược này, chào toàn thể khách hàng thân yêu của em Hương. Một cặp bán tải cực đẹp luôn. Biển này là biển Hà Nội này, biển này là biển 34 Hải Dương này. Quan tâm biển nào, màu nào, phong thủy như thế nào, chỉ cần kinh tế trên 500 một xíu thôi là có thể sở hữu một trong hai chiếc bán tải của em Hương. Máy dầu, 2 cầu, số tự động đẹp ạ. Em chào bác Tố Diễm này, Innova bản E thì là khách hàng đã cọc cho em Hương 70 triệu rồi, vài hôm nữa thì là xong. Anh ơi, accent được chưa? Tí nữa ở vâng. Vâng, ok anh. Bên đây thì em còn có chiếc xe Hyundai Grand i10, một siêu phẩm i10 đời 2016, động cơ trang bị là 1.2. i10 sedan 2 đầu đây các bác nhé, 255 triệu đời 2016 bản sedan 2 đầu. Em i10 nhập khẩu của em Hương đây ạ, động cơ 1.2, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, thân vỏ cứng cáp là những dòng xe mà i10 được các bác hàng, khách hàng nhà mình quan tâm. Chính vì đáp ứng được tất cả yêu cầu khó tính từ khách hàng nhà mình nên là i10 rất được lòng khách hàng nhé.
i10 sedan 2 đầu màu trắng đẹp của em Hương đây ạ. Em này biển 98 này. Giá chào bán 255 triệu, đời 2016 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.2. Em chào anh Minh Tiệp. Anh Tiệp ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Innova bản G thì em có này. Innova bản G đời 2007. Em này làm màu vàng cát đẹp nhá. 225 triệu cho chiếc xe Innova bản G đời 2007 của em Hương. Không khoan đục, không taxi. Bản G số sàn, động cơ 2.0. Giá chào bán 225 triệu cho chiếc xe Innova của em Hương đây ạ. Thời điểm bây giờ thì 7 chỗ ngồi lên ngôi rồi các bác ạ. Lên các bác mà quan tâm Innova, giá trên 200 thì em có nhá. Innova đây ạ, 225 triệu. Cảm ơn khách hàng nhé. Khách hàng ơi, chia sẻ cho em bên nào. Đạt ngưỡng 200 khách hàng đi ạ. Hôm nay thì em sẽ cho khách hàng nhà mình hưởng ưu đãi luôn, 10 triệu đồng trên một đầu xe. Dù là xe 75 triệu em cũng bớt cho mình 10 triệu đồng. 85 triệu cũng bớt 10 triệu đồng luôn. Em chào anh Hoàng Long nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có một em xe Mẹc này. Mẹc xe 250 bản Blue cao cấp đời 2009. Giá chào bán chỉ có 379 triệu thôi ạ. 379 triệu. Bác Nguyễn Dược, bác Hà Văn Tưởng ơi, bác Cà Phê Đắng, bác Nguyễn Minh Đức ơi, bác Quốc Bảo ơi, chia sẻ cho em Hương đi ạ. Xe 250 bản Blue cao cấp nhất, đèn bi salon, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. 379 triệu cho dòng xe Mẹc. Chào anh Nguyễn Hậu ạ. Còn nếu như khách hàng ở đây hoặc nếu như bạn bè nhà mình mà muốn khó khoe là muốn mua một chiếc xe Xpander số tự động để về đi gia đình, nhà đông con hoặc đi dịch vụ thì các bác đừng quên giới thiệu giúp em Hương nhé. Vì em Hương mới về thêm một em siêu phẩm Xpander. Xpander đời 2020, form dáng mới, mặt đèn là đa chấu này, nhìn đèn phía trước là các bác biết ngay là form dáng mới rồi. 7 chỗ ngồi gầm cao, động cơ trang bị 1.5, lại còn máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Xpander 2020, giá chào bán 590 triệu, biển 99 này. Đèn gầm này, đèn pha phía trên này, cụm đèn pha cực kỳ sắc nét luôn. Xin nhan chân gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo cho em nhé. Xpander đây ạ, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Nếu mà nói về xe mà đẹp cả hình thức, đẹp từ tâm hồn đến bên trong nội thất thì đúng là chiếc Xpander này của em Hương là đáp ứng đủ yêu cầu cho mình này. Trên vô lăng có tổ hợp phím bấm nghe gọi, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Xpander đây ạ, giá chào bán 590 triệu, bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Zin đẹp toàn xe luôn. Cảm ơn 80 khách hàng đang xem livestream của em Hương ạ. Em chào anh Đinh Đạt nhé. Chào anh Minh Nga. Chia sẻ lên cho em ạ. Giá cao quá em ơi. Nói chung giá thì bọn em cũng phải cân đối với thị trường. Và giá thì em vẫn bớt thêm cho mình. Xpander bây giờ là một trong những cái dòng xe mà nó gọi là sốt cực kỳ luôn. Bản thân bọn em biết rằng Xpander bây giờ đang rất là sốt xe. Thậm chí là có nhiều showroom người ta còn bé, họ còn không dám nhập Xpander vì cái giá của nó quá là sốt luôn. Nhưng bên em vẫn cân đối làm sao xe zin, máy số ngon, em về em phục vụ khách hàng nhà mình. Nó cao là nó cao cả thị trường chứ không phải riêng gì một mình bên em Hương cao, nên là các anh thông cảm nhé. Những dòng xe i10 hay những dòng xe khác nó sẽ rẻ hơn, nhưng riêng Xpander nó lên chóng mặt luôn. Ở đây thì em còn có một em Spark đời 2009 này. Em này thì đăng ký 2 chỗ ngồi thôi, nhưng mà các bác nhìn này, điều hòa mát lạnh, máy số thì ngon. Giá chào bán 80 triệu trên livestream ngày hôm nay, để luôn khách hàng nhà mình còn 75 triệu thôi. Spark tập lái đăng ký 2 chỗ ngồi, điều hòa mát lạnh, lên mâm thể thao nha các bác nhé. Mâm xịn sò rồi. 85 triệu thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên nào. Lên 100 khách hàng giúp em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Chevrolet Cruze em còn mới về thêm đây này. Chào anh Hữu Lợi, chào anh Nhân Thắng, chào bác Trần Hương. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các anh nhé. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Chevrolet Cruze mới về này, biển Hải Dương. Biển Hải Dương Lipo, lắp phía sau là Lipo thể thao rồi, rất là đẹp luôn. Chiếc này thì mới về hôm qua, mà bác nào mà đến xem xe Chevrolet Cruze mà trượt thì đợi em trước này nhá, em mới về thôi. Chiều nay em sẽ lên video chi tiết cho mình. Chỉ nhá qua thôi. Còn bên em vẫn nhiều nhất là xe về Grand i10. Một chiếc xe i10 bản đủ lức sơn màu trắng đẹp đây ạ. Honda CRV thì em chỉ còn 209 thôi. Anh Đinh Đạt ơi, Honda CRV em còn 209 nhá.
giá chào bán là 408 triệu, còn 2014 mà hơn 500 thì em bán rồi ạ. Chào anh Nguyễn Đức Mạnh ạ. Bao xe 7 chỗ? Xe 7 chỗ thì em có Xpander này, Captiva này, Kia Carens này và Innova nhá. Để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Đào Phê ơi, để lại số điện thoại cho em nhé, em sẽ tư vấn cho mình. Báo xe 7 chỗ Xpander 2020 590 triệu, đợi em một chút nhá. Xpander em để bên trong, em đang đứng ở bên ngoài. Chào anh Tân Nguyễn này, chào anh Lê Hải này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Y10 biển 90. Y10 bản đủ 2015 bản nhập Ấn, động cơ trang bị 1.0. Em này là số sàn, giá chào bán là 255 triệu. Đối với những dòng bản đủ thì em sẽ có xi nhan trên gương, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, đề lộ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ rồi. 255 triệu cho chiếc xe Y10. Xe đẹp quá mà chưa có tiền mua. Nếu như các bác nào chưa có tiền mua thì em sẽ hỗ trợ cho mình trả góp đối với những dòng xe mà từ 300 triệu và từ đời 2010 năm trở lên. Và em sẽ giảm giá cho mình kịch sàn để các bác đủ tiền mua thì thôi. Dưới 100 triệu hoặc 100 triệu thì em có Spark anh nhé. Spark 2 chỗ ngồi và 5 chỗ ngồi, giá chỉ từ 7-80 triệu thôi. Anh Nguyễn Đức Mạnh đợi em một chút ạ. Cùng em đi xem livestream ngày hôm nay, em sẽ quay trực tiếp. Bây giờ thì em sẽ quay lần lượt một chút nữa, em sẽ quay theo yêu cầu khách hàng nhà mình nhé. Vì xe để hơi lộn xộn mà nhà thì lúc nào cũng 200 đầu xe ạ. Còn ở đây nếu như vợ chồng trẻ của bác nào mà mới lấy nhau, kinh tế nó không cao, thì em có một chiếc xe Kia Morning nhé. Kia Morning số tự động đời 2011, giá chào bán chỉ có 218 triệu thôi. 218 triệu Kia Morning số tự động đẹp đây ạ. Đời 2018 này, xi nhan trên gông có phanh ABS rồi. Và em này thì có giá là 218 triệu thôi. Form dáng nhỏ gọn, điều đặc biệt là em này là số tự động đẹp ạ. Số tự động đẹp, ghế da cao cấp luôn, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Nếu như mà quan tâm về những dòng xe Kia Morning, form dáng nhỏ gọn, thân vỏ chắc chắn, ăn ít xăng, thì không thể bỏ qua chiếc xe Kia Morning SX này của em đâu ạ. 218 triệu có Morning đi. Màu trắng đẹp, dù là công nhân hay là viên chức nhà nước thì với cái giá này đều ok, đều có thể sở hữu được. Bán tải em có anh ơi, bán tải em có này, đợi em một chút nhá. Bán tải bên trong em nhiều lắm, em muốn quay bên ngoài trước. Bán tải em có Isuzu D-Max, Nissan Navara. Để lại số điện thoại cho em nhé, đợi em một chút ạ. Bên đây thì em còn có một em Y10 bản đủ đời 2015. Em bản đủ này là nhập khẩu, giá chào bán là 248 triệu cho chiếc xe Y10. Màu trắng đẹp, ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi. Y10 bản đủ 248 triệu đời 2015 ạ. Cảm ơn bác Bùi Ly nhé, chia sẻ cho em bên Hương ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu của em Hương. Đợi em Hương một chút, em ra ngoài rồi em ra vào trong quay theo yêu cầu khách hàng nhà mình. Bên đây thì em còn có một chiếc Tucson này, 5 chỗ ngồi gầm cao biển thủ đô Hà Nội. Tucson, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, giá chào bán là 455 triệu. Tucson máy xăng 2 cầu, giá chào bán là 455 triệu đời 2011. Động cơ trang bị 2.0, em này nhập Hàn. Sấy sưởi kính và có luôn cả điều hòa ghế các bác nhé, sấy sưởi ghế luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, 5 chỗ ngồi gầm cao 455 triệu. 2.0 2 cầu số tự động, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương. Màn hình OLED đây ạ, màn hình OLED, ghế da cao cấp rồi, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em cảm ơn anh Thịnh Nguyễn ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào, lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning màu xanh, em này thì giá rẻ hơn một chút này. Em này đời 2006, đăng ký lăn bánh là 2010 nên là giá chỉ có 168 triệu thôi. 168 triệu có xe Kia Morning số tự động đi, biển Hà Nội các bác nhé, biển Hà Nội ạ. Em chào bác Trần Linh này, đợi em Hương một chút nào, bên ngoài còn nhiều xe lắm. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm, em này là một chiếc xe Kia Cerato. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2010 à. Đời 2018, giá chào 2017, giá chào bán là 488 triệu. Kia đời 2018 ạ. Kia Cerato đời 2018 488 triệu, form dáng thể thao.
hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm nghe gọi phanh ABS này. Dòng xe Kia Cerato này thì rất được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là những cái bác nào mà thanh niên, trẻ trung ạ. Máy dầu em có anh ơi, máy dầu thì em có Isuzu máy dầu và Santa Fe bản Gold máy dầu nhá. Anh Trần Linh ơi đợi em một chút ạ. Toyota thì em có Camry này, 5 chỗ ngồi có Camry và Vios. Nếu như mà 7 chỗ ngồi thì có Fortuner và có luôn cả Innova anh nhá. Anh Trần Linh ơi để lại số điện thoại cho em. À Toyota bản Cross ạ. Bản Cross thì em tại em không có anh nhá. Em không có ạ. Một chiếc xe Toyota biển 37 một chủ sử dụng. Máy số thì zin luôn, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 415 triệu cho chiếc xe Toyota Camry. Camry đời 2009. 2009 giá chào bán 415 triệu, động cơ trang bị 2.0, phanh ABS chống bó cứng hạ, đầy đủ cho em xin nha, trên gương số tự động đẹp. Toyota Camry đây ạ, 415 triệu. Em chào anh Hà Văn Lập, chào anh Trung nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Hôm nay còn vài thêm một siêu phẩm nữa đây. Một em siêu phẩm nữa đây, lại chơi hàng độ rồi. Chiều nay thì em sẽ lên sóng cho mình nhá, rất là đẹp luôn. Fortuner thì em mới về thêm một siêu phẩm Fortuner của nhà Toyota đây. Fortuner với hai mắt cảm biến va chạm phía sau. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh điện tự động, mới về một em siêu phẩm Fortuner đây. Bác nào mà quan tâm về Fortuner thì em sẽ lên sóng cho mình vào chiều nay vì xe vừa mới cập nhật bên em Hương này. Em chào anh Nguyễn Duyên nhé. Nào bây giờ em sẽ vào bên trong. Khách hàng nhà mình đang quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em tư vấn nào, bình luận mẫu xe mà mình xem nào. Bây giờ thì em sẽ hát theo yêu cầu, khách hàng chỉ cần bình luận lên đây thôi là em sẽ đi quay chi tiết mẫu xe mà khách hàng đang quan tâm. Để em đọc bình luận nào, một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại, khó quá ạ. Cảm ơn anh Đương Văn nhé, 19 chúc em thật nhiều sức khỏe, 34 cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Chào bác Nguyễn Thúy Phương, chào bác Nguyễn Duyên, chào bác Trung, chào anh Đương, chào anh Trần Linh này, anh Nguyễn Dũng ơi, 7 chỗ ngồi này, anh Hùng Vương nào. Em một chút nào, chào anh Quang Đương này. Ở đây nếu như mà các bác mà thích xe 5 chỗ ngồi, dòng số tự động thì em có một chiếc xe Hyundai Elantra. Hyundai Elantra đời 2017, động cơ trang bị 2.0, giá chào bán là 515 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra của em Hương này. Cửa lóc xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Đèn bi salon có giải đèn LED định vị ban ngày. Hyundai Elantra 2017 của em Hương đây ạ. 515 triệu phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Nhìn form dáng thì nó sẽ khác accent một chút nhá. Cùng nhà dòng Hyundai nhưng mà nhìn nó sẽ khác này. Hyundai Elantra đây ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Có ga tay tự động, có lưu control này. Số tự động đẹp, ghế là ghế chỉnh điện này. Ghế lái chỉnh điện, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em, túi khí an toàn và cửa lóc. Màu trắng đẹp Hyundai Elantra, 515 triệu ạ. 7 chỗ ngồi thì em có này, một chiếc xe Kia Carens 7 chỗ ngồi, số tự động máy xăng, đời 2010, giá chào bán là 270 triệu. Nhưng em này em Hương cắt lỗ trên livestream luôn này, 275 triệu, còn 260 triệu trên livestream. Cộng bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Biển 38, nước sơn màu vàng cát đẹp, số tự động, cửa lóc đầy đủ nhá. Kia Carens 270 triệu đời 2010. Em chào anh Cơ Khí Hưng Linh, khách hàng thân yêu của em Hương đâu hết rồi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 100 khách hàng đi ạ. Giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream trên một đầu xe. Em chào anh Việt Anh này. Bên đây thì em có một chiếc xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo đời 2018, nước sơn màu đen đẹp, bản sedan. Giá chào bán là 255 triệu. Động cơ trang bị 1.4 cho chiếc xe Chevrolet Aveo nhé. 255 triệu thôi ạ, xe cực đẹp luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Bán tải em có Isuzu D-Max, Nissan Navara, BT50 và bán tải Ford Ranger. Nếu như tầm tiền chỉ có 150 triệu mà muốn đi bản sedan 2 đầu thì ở đây em có một chiếc xe Lacetti EX này. Lacetti EX, anh Dũng ơi, Fortuner thì nếu mà chiếc màu đen thì em đang bán là 386 triệu, số tự động 2 cầu, đời 2011. Còn chiếc xe Fortuner màu bạc thì hiện tại em vừa mới về thôi. Anh để lại số điện thoại cho em nhé, một chút nữa thì em sẽ
gửi hình ảnh video và báo giá trực tiếp cho anh. Vì bây giờ mới về, bây giờ vừa mới về thôi. Nếu như quan tâm chiếc xe Fortuner màu bạc thì anh bình luận vào dưới cho em là quan tâm Fortuner màu bạc và để lại số điện thoại, em sẽ kết nối Zalo và tư vấn trực tiếp cho anh nhé. Vì xe vừa mới về, em chưa cập nhật được thông tin rồi. Vừa mới cập nhật bên Lê Hương Ô Tô Hải Dương được 10 phút thôi. Bên đây thì em có Lacetti EX 150 triệu đây ạ, bản sedan 2 đầu, biển 37, một chủ sử dụng nhá, một chủ từ mới này, máy số ngon. Em này là xe Lacetti EX, máy to các bác nhá, đi cực sướng luôn. Còn nếu như dưới 100 triệu thì em còn có một chiếc Spark Van. Chiếc Spark Van đời 2010 với động cơ trang bị 0.8, siêu tiết kiệm nhiên liệu, biển 99D này. D tức là siêu bán tải mini, đăng ký 2 chỗ ngồi, giá chào bán là 85 triệu các bác nhá. Em chào anh Trần Thuân này, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Chỉ cần thích trang, ấn nút thích trang và chia sẻ thôi thì giá đã cực yêu rồi. Còn nếu như mà còn chốt trên livestream nữa, em giả kịch sàn cho mình luôn. Chào anh Huy Đoàn ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Lacetti SE. Lacetti SE đời 2009 nhập khẩu, số sàn, động cơ trang bị 1.6, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, bản sedan, nhà đến từ nhà Daewoo. Lacetti SE 210 triệu đồng cho khách hàng nào quan tâm về nước sơn màu đen đẹp, sơn thân vỏ cứng cáp, máy số ngon nhá, 210 triệu đồng. Y10 thì em hương là bà Hoàng với Y10 rồi. Y10 đời 2016 nhập khẩu, bản hatchback cực xinh nhỏ gọn. Y10 bản đủ 2016 đây ạ, giá chào bán là 268 triệu. Động cơ trang bị 1.0. Quan tâm Fortuner được rồi ạ, em sẽ cảm ơn anh để lại số điện thoại cho em. Em sẽ nhờ thư ký chụp lại và lưu số điện thoại của anh. Tầm 1 giờ thì em sẽ kết thúc livestream thì em sẽ xuống và tư vấn cho anh về chiếc xe Fortuner màu bạc biển Hà Nội của em Hương mới về nhá. Dòng xe Fortuner nó đã đẳng cấp rồi nên là cứ về là em Hương lại bán thôi. Cảm ơn anh ạ, em chào, con chào cô xe Vũ này. Cô ơi, chia sẻ cho con lên trang cá nhân hội nhóm nhá. Nhìn ảnh đại diện của cô trẻ quá, tiếc thì con gọi bằng chị thôi. Ở đây em còn có Y10 này, Y10 biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu đỏ à, màu trắng đẹp. Y10 này cũng là bản đủ nhá. Điều đặc biệt là em Y10 này là số tự động. Y10 số tự động đời 2017, giá chào bán là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe Y10 bản đủ của em Hương, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng nhá. Hai vợ chồng trẻ đi chiếc xe này thì quá ok rồi. Thân vỏ cứng cáp, đầy đủ đồ chơi. Đèn OLED, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn. 365 triệu cho chiếc xe Y10 bản đủ màu trắng đẹp. Và em này là số tự động rồi. Xuống like em sẽ alo cho anh, em cảm ơn anh ạ. Fortuner em nhìn thấy số điện thoại rồi. Biển 88 Vĩnh Phúc đây ạ. Cảm ơn các khách hàng đã xem buổi báo giá của em này. Fortuner màu đen bản đủ không em? Con đấy là bản thiếu anh nhá. Fortuner đấy là 368 triệu, máy dầu 2 cầu, à máy xăng 2 cầu, số tự động, con đấy bản thiếu anh ơi. Anh Đinh Văn Tài ơi, để lại số điện thoại cho em, xe chỉ hơn 300 triệu thôi, form dáng cực đẹp luôn. Chào bác Lam Hường, chào bác Hàn Hồ Ngọc này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên được không ạ? 50 khách hàng ơi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một nút chia sẻ để tiếp cận với nhiều khách hàng muốn mua xe ô tô với giá rẻ mà tìm được cơ sở uy tín được không ạ? Ở đây thì em rất là nhiều dòng xe. Em còn một em Corona Antit. Corona Antit nồi đồng cối đá biển 34, số tự động đẹp đời 2010, giá chào bán là 395 triệu. 395 triệu đời 2010 cho siêu phẩm Corona Antit số tự động của em Hương đây ạ. Đó, rất là nhiều xe đẹp luôn. Em cảm ơn anh Nguyễn Trọng Cường đã tham gia buổi đấu giá cùng em này. Chào anh Vũ Tuấn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2019, em này là form dáng cực đẹp rồi. Máy dầu anh ơi, Fortuner máy dầu em đang tạm hết nhá. Để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình nếu như em có nhá. Anh Hàn Ngọc Hồ, anh Hân Hồ Ngọc ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Accent này. Accent đời 2019, nước sơn màu đỏ đẹp. Em này là số tự động nhá. Đèn bi salon, giải đèn LED,
định vị ban ngày xin nhan trên gương. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Giá chào bán là 495 triệu. Bao tiết hãng toàn quốc 72 tư thế cho bác nào đang quan tâm về Hyundai Accent nhé. Nước sơn màu đỏ đẹp, gia đình nhà mình đi quá là chất lượng luôn. Em chào anh Nguyễn Mạnh là Harley này. Hello em cảm ơn anh ạ. Anh Mạnh ơi chia sẻ cho em nhé. Chào bác Soạn Thúy này. Chào bác Nguyễn Văn Mười, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Hyundai Accent 2019 nhập khẩu, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4, số tự động 1.4 siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, máy eco, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Nội thất bên trong không chỉ những gọn gàng sạch sẽ mà còn zin đẹp luôn. Zin từng con ốc, bao tét hãng toàn quốc, 72 tư thế cho khách hàng nhà mình. Chào bác Thiên Cường ạ. Đằng sau chiếc Accent siêu phẩm thì em cũng có một chiếc xe trong làng i10 thì em này cũng là siêu phẩm đấy ạ. Một chiếc xe Grand i10 đời 2015, số sàn bản hatchback, giá chào bán chỉ có 218 triệu thôi. 218 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương. 218 triệu i10, ghế da cao cấp, máy số thì cực ngon, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Bọc vô lăng đẹp căng luôn các bác nhé. Một em siêu phẩm i10 nữa đây. i10 218 triệu cho khách hàng nào quan tâm. Kết nối Zalo cộng chia sẻ cho em. Rồi vào Zalo em sẽ để cho mình một cái giá cực yêu luôn ạ. Xe đẹp, cảm ơn anh Đinh Mạnh, cảm ơn anh Đinh Hiếu này. Cảm ơn bác Hoàn Nguyễn, bác Thiên Cường, bác Đinh Hiếu chia sẻ cho em Lê Hương đi nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Honda CRV. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp có Honda CRV đi nhá. Máy số zin tư nhân sử dụng biển 34, cửa lóc đầy đủ, giá chào bán là bao nhiêu? 408 triệu, cắt xả lỗ trên livestream ngày hôm nay còn 400 triệu, cộng bao rút hồ sơ. Hiện tại thì... xe trở về đây ạ, lên đèn bi salon rồi, 5 chỗ ngồi gầm cao, đến từ thương hiệu Honda các bác nhé. 408 triệu còn 400 triệu tròn, cộng bao rút hồ sơ. Hiện tại hồ sơ thì bây giờ đang thay đổi cơ cấu, là các bác có thể về huyện, là các bác bấm biển. Nên là bây giờ thay đổi một chút nên thời gian hồ sơ, mạng lag quá hả anh? Không phải lag đâu ạ, hay là em dừng em uống nước em không nói đi. Em khát nước quá em dừng em uống nước ấy. Cảm ơn anh Minh Quân nhé, để em xem lại mạng nào. Chẳng nhìn thấy cái gì luôn. Chiếc này của em là máy xăng anh nhá. CRV là máy xăng anh nhá. Máy xăng anh ạ. Chiếc nào máy dầu thì em sẽ báo luôn là máy dầu nhá. Còn em không báo sẽ là máy xăng anh ạ. Em cảm ơn anh Nguyễn Toản này. Bên đây thì em còn mới về thêm một em i10 nữa đây. Màu bạc nhìn cực cứng cáp luôn. i10 đèn bi salon lên mâm thể thao rồi. Giá chào bán cho chiếc xe i10 mới về biển 34 này là 320 triệu. Chiếc xe i10 nhập Ấn Độ động cơ 1.0, giá chào bán là 320 triệu. Em này là số tự động đẹp các bác nhé. i10 số tự động đẹp đây ạ. Siêu siêu đẹp luôn, cứng cáp dã man luôn. Cảm ơn anh Trương Nguyễn ạ. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chào bác Hà Tiên Thành Tiến này. Chào bác. Chưa kịp chào bác thì nó lại chạy lên. Bên đây thì nếu như khách hàng nào quan tâm về dòng xe ghét thì em còn có xe ghét nhé. Một chiếc xe ghét màu vàng, số tự động đẹp, bản nhập Hàn, biển 37, đời 2007, ghét nhập khẩu đây. Giá rẻ này 188 triệu, còn 180 triệu trên livestream ngày hôm nay cho chiếc xe ghét động cơ 1.4, số tự động đẹp, máy số thì cực êm luôn. Xe ghét của em Hương đây ạ, đời 2007 và là số tự động nhé. Đi sâu hơn nữa vào đây thì là đây là Accent đỏ số tự động này. Em còn Accent màu đen số sàn này, Accent màu trắng số tự động này. Cùng em Hương xem hết báo giá ngày hôm nay đi ạ. Chào anh Quân Nhựa Đài Loan nhé. Hôm qua anh Quân Nhựa để ý điện thoại em inbox cho mình rồi đấy ạ. Mạng lag quá à. Anh ơi xem mạng có lag không nào. Để em xem lại là em lại bên em nó lại không báo gì cơ. Yeah.
tiếng rồi. Màu trắng đời 2017. Bản full bản 2.0 cửa sổ trời sinh ra trên gương. Các anh nghe thấy rõ chưa? Em đang đứng ở đây này. Em thấy ổn định rồi đấy. Anh Mạnh Nguyễn Mạnh ơi, xem màu em rõ chưa nào? Ở bên đây thì em có một cặp Mazda này. Một chiếc Mazda số tự động Mazda 3S form dáng bản sedan hai đầu cực đẹp luôn. 300 mà 300 thì em nhiều mà anh. 300 đây, trước mặt anh này 300 triệu có hai chiếc Mazda này. Một chiếc Mazda 3S đời 2009 nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp 285 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp lại mất. Em thấy bình thường mà. Mạng bình thường mà em, dạ vâng. Lúc đường lúc không, anh Nguyễn Mạnh ơi, hay là mạng bên anh bị kém nhở? Chứ em thấy bình thường mà. Và một chiếc Mazda 3 đời 2009 nhập đài nữa đây. Em này cũng là 310 triệu thôi ạ. Hai chiếc Mazda màu xám xanh này. Đây ạ, Mazda mặt chú hề nhá, mặt hề biển Hải Phòng. Mazda 3 310 triệu. Bên đây có Mazda 3S 285 triệu, đều có cửa lóc và đều là số tự động này. Màu đỏ là 2.0, còn màu đen là 1.6 à. Mạng lag thật mà, chết rồi. Sao bên em thì lại không thấy anh ạ? Các anh ơi, em ăn cơm chưa? Em chưa ăn cơm anh ạ. Em cứ phải là 12 giờ livestream thì đến phải 1 giờ mới ăn cơm. Chia sẻ cho em Lê Hương lên anh Cảm Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nhá. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Ford Mondeo này. Hai chiếc xe giá rẻ dưới 200 triệu đây. Một chiếc xe Ford Mondeo đời 2005, form dáng cán bộ biển 99, giá chào bán là 185 triệu. Ford Mondeo biển 99, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.5, giá chào bán là 185 triệu. Động cơ 2.5, số tự động đẹp ạ. Có đầy đủ cửa lóc nhá. Ít bữa lứa anh ra thêm chiếc lứa, cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu như anh lại ra ủng hộ em Hương chiếc lứa thì giá sẽ cực kỳ yêu luôn, anh cứ yên tâm giao em thôi ạ. Còn bên đây em Hương có một chiếc xe La City EX, em này cũng là máy to này. EX của em Hương là 150 triệu, chị xem xe à? Chị cứ vào xem đi ạ. La City EX đây ạ, 150 triệu này, 185 triệu có Ford Mondeo số tự động đi. Chào anh Băng Nguyễn này, chào bác Nguyễn Hữu Lương này, chào bác Đức Tống này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Hyundai Accent, form dáng đẹp rồi, em này là số sàn. Xin nhan chân gương được anh chị xem xe ạ. Con nào có ngon bổ rẻ anh ạ. Đấy, 185 triệu số tự động đi lên anh ạ. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Hyundai Accent. Accent với nước sơn màu đen đẹp, đời 2018 số sàn. Giá chào bán là 416 triệu. Động cơ trang bị 1.4 có Hyundai Accent đi các bác nhé. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ rồi. 416 triệu cho siêu phẩm Hyundai Accent bản sedan hai đầu cực đẹp luôn. Số sàn bản sedan em còn có nữa đây ạ. Một chiếc xe La City SE đời 2009, em này cũng là dòng nhập khẩu này. Động cơ trang bị 1.6, màn hình giải trí cam 360, máy số ngon. Giá chào bán 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe La City SE của em Hương đây ạ. Nhập khẩu các bác nhé. Động cơ trang bị 1.6, số sàn đây 218 triệu. Còn em Y10 này thì hôm qua em Hương cọc 100 triệu rồi. Accent 2015 không ạ? Accent 2015 thì em Hương có một chiếc màu trắng bản blue cao cấp đây ạ. Accent màu trắng đây ạ. Thằng à, em ơi, vào nháy thư ký tiếp khách em ơi. Mọi người tiếp khách, có khách. Ý là không biết rồi. Ở đây anh nhá, Accent đây. Accent 2015, giá chào bán là 383 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Bản này là bản nhập khẩu blue cao cấp rồi. Nhìn form dáng này, đèn bi salon giải đèn nét đầy đủ. Bản blue sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em này. Accent 2015 xin nhan trên gương, 383 triệu. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng.
ghế da cao cấp, thảm thảm cao su lon, màn hình giải trí này. Xe này cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, máy số ngon luôn cho mình luôn các bác nhé. Accent đây ạ. Có hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Giá chào bán 383 triệu. Vẫn thương lượng lộc lá, cộng bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Chào anh Phạm Quang Đạt này. Chào anh Nguyễn Việt Dũng, chào ông Hưng là Hùng nhá. Chào anh Phạm Quang Đạt, chia sẻ cho em Lê Hương nào. Chào anh Nguyễn Thọ, anh Quân Nhựa ơi đây ạ. 2015 đây anh nhá, 2015 Accent đây. Màu trắng đẹp, giá chào bán 383 triệu. Và hiện tại em còn đang mới về thêm một chiếc xe Hyundai Accent. Máy số zin màu đỏ đẹp đời 2011, giá chào bán là 345 triệu. Em đang về rồi. À, bác chủ bán xe mà rất là tiếc luôn, nhưng mà nhà lại nhiều xe quá, con gái đi nước ngoài rồi không dùng đến. Nên là để lại cho em Hương rồi, ngày mai em sẽ lên sóng nhé. Em chào anh Khang Trang An Tôm này. Bên đây em Hương còn có một chiếc xe Hyundai i30, số tự động giá rẻ dưới 300 triệu. i30 đời 2008 nhập khẩu số tự động. Em Hương đang bán là 275 triệu. Đèn bi salon bản lề nhập Hàn các bác nhé. Cửa lóc đầy đủ i30 form dáng hatchback. Không hề ngắn đâu ạ, form dáng hatchback. Mông thì bo tròn cực đẹp luôn. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. i30 có đây các bác nhìn này, nội thất bên trong cực đẹp luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh chân vô lăng rồi. i30 đây ạ. i30 275 triệu nhập Hàn nhé. Form dáng thì cực đẹp luôn. Quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Phạm Hiếu này. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, đi đâu hết rồi? Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Fiat giá rẻ đây. Fiat đời 2009 với động cơ trang bị 1.5 số sàn. Em Hương đang bán là 185 triệu. 185 triệu có xe Fiat màu đen đi này, biển 37 này. Fiat biển 37 đây, biển số cực đẹp luôn. 185 triệu bản sedan đã hai đầu. Xin nhan trên gương, máy số thì cực ngon luôn nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Sportage này. Kia Sportage đời 2010 nhập khẩu, giá chào bán 466 triệu. Động cơ trang bị 2.0, một chủ sử dụng biển Hà Nội. Đời 2010 giá chào bán là 466 triệu. 466 triệu ạ, có bán tải không? Bán tải em có anh ơi. Có bán tải nhá, đợi em đi qua bên đây em sẽ quay bán tải cho anh xem này. Khách hàng quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận, em sẽ quay chi tiết cho mình luôn. Anh ơi, vào gọi em người tiếp khách, khách tính từ lẫy rồi không ai tiếp được em ấy. Gọi thư ký ra tiếp khách đi. Bán tải đây anh Nguyễn Thọ ơi, một chiếc xe bán tải Nissan Navara máy dầu đời 2017, em này là số tự động một cầu, động cơ trang bị là 2.5, giá chào bán là 535 triệu, lên thùng thấp cực xinh rồi. Lên thùng thấp cực xinh rồi đây ạ. Bán tải đây, 535 triệu đời 2017, số tự động biển Hà Nội. 535 triệu, động cơ trang bị là 2.5 nhá, Nissan Navara. Xin nhan trên gương, form dáng cực đẹp, máy số zin cực chất. Và em này là máy dầu đời 2017. Trên 500 triệu là rất là nhiều sự lựa chọn về dòng bán tải luôn. Chào anh Nguyễn Văn Kế ạ, chào anh Sinh Vũ Đình, Vũ Đình Sinh. Chào anh Hộp Quà Trên, chào bác Tấn Lợi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại, em sẽ kết nối Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết để khách hàng nhà mình có thể nhìn được những mẫu xe mà mình quan tâm nhé. Ở đây thì em Hương còn có một cặp sinh đôi này. Một cặp sinh đôi về Vios giá rẻ đây. Vios đời 2010 giá chào bán 206 triệu, máy số ngon. Xin nhan trên gương, nội thất sạch sẽ rồi, sơn si sạch đẹp. Biển 99 này. Vios biển 36 nước sơn màu đen đẹp. Em này là bản e xịn đời 2008. Động cơ trang bị là tất cả hai em này đều là 1.5. Giá chào bán 208 triệu. Anh cứ đi, anh cứ đi. 208 triệu.
đồng giá trên buổi báo giá và trực tiếp ngày hôm nay của em Hương, 200 triệu chọn một trong hai chiếc Vios đang có trước mặt khách hàng nhà mình đây. 200 triệu Vios biển 99 này, 200 triệu Vios biển 36 này. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Em xin lỗi, Kia Rio ạ. Một siêu phẩm Kia Rio được sản xuất vào năm 2012, giá chào bán chỉ có là bao nhiêu? Giá chào bán chỉ có 340 triệu Kia Rio với lớp sơn màu đỏ đẹp. Động cơ trang bị 1.2 nhập Hàn nguyên chiếc. Em này là Kia Rio bản hatchback nhé. Kia Rio bản hatchback giá chào bán là 340 triệu. Số tự động đẹp, zin đẹp toàn xe biển Hà Nội ạ. Số tự động đẹp đây ạ. Chào anh Phạm Toan, chào anh Tống Giang. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 100 khách hàng đi nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, em sẽ tức kết nối và tư vấn qua Zalo cho mình. Kia Rio đây ạ, máy số zin đẹp, đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Xin nhan trên gương rồi, cửa lóc cực đẹp. Em là nữ nên là nhìn những dòng xe này rất là xinh. Form dáng hatchback nên là rất là tiện cho các bác nào đi vào ngõ nhỏ này. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, cửa lóc đầy đủ rồi. Phanh 5 chấu nhá, mâm 5 chấu cực đẹp, phanh ABS đầy đủ cho em. Đấy, chiếc đấy là 340 triệu cho chiếc xe Kia Rio của em Hương. Chào anh Nghi Bàn, chào anh Sơn Tôm nào. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại em tư vấn cho mình. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có một chiếc xe Kia Sportage bản Limited, tức là phiên bản giới hạn đây ạ. Kia Sportage đời 2010 nhập Hàn, cửa sổ trời toàn cảnh, full HD không che, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng. Có điều hòa ghế các bác nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao cực đẹp mà giá chỉ có 466 triệu. Gốc Hà Nội bản Limited, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương 466 triệu bao rút hồ sơ. Đẹp quá em ơi, em cảm ơn anh mặt trời, à mặt trăng mặt trời nhé. Có một cái ảnh đại diện, chắc là anh là người thích đi du lịch rồi. Rất giống Sapa luôn. Chào anh Nguyễn Quốc Tuấn này, à Nguyễn Quốc Trường, chào anh Bình Yên Bình này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Bên cạnh 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage 466 triệu thì em còn có một em siêu phẩm mang tên Hyundai Tucson. Tucson đời 2011 bản 2.0, 2 cầu, máy xăng, số tự động đẹp. Giá chào bán là 455 triệu, cửa lóc đầy đủ nhé. Xin nhan trên gương, đèn bi salon, 5 chỗ ngồi gầm cao biển Hải Dương, nước sơn màu xanh đẹp. Tucson máy xăng, 2 cầu, số tự động đẹp đây ạ. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm rảnh tay thông minh ở trên vô lăng. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em nào. Đẩy mạnh view lên cho em. Mỗi khách hàng chỉ cần cho em một nút thích này, một nút chia sẻ hoặc hai nút chia sẻ lên trang cá nhân hội nhóm thôi. Mua xe bên em Hương cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước, giá cực yêu luôn. 52 khách hàng của em Hương ơi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Để em có động lực, hàng ngày em sẽ live stream và tìm những dòng xe cao cấp cho mình với giá cực rẻ nhé. Chào anh Vi Văn Tuyến này. 5 chỗ ngồi gầm cao hơn 400 triệu nhưng 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động thì giá chỉ có 228 triệu thôi. Một chiếc xe Captiva đời 2007, 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, giá chào bán là 228 triệu đây ạ. Biển Hải Phòng, đèn bi salon, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Màn hình giải trí to đùng vật vã luôn. Cam hành trình, cam lùi, 7 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng 218 triệu. Còn thương lượng và bao rút hồ sơ cho mình. Còn nếu như mà 7 chỗ ngồi mà muốn số sàn thì em có Captiva số sàn màu vàng cát. Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.4, 7 chỗ ngồi số sàn thì có Captiva màu đồng nhá, màu vàng cát. Lên đèn bi salon, xin nhan trên gương, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo đầy đủ cho em rồi. Máy số ngon, sơn vỏ cứng cáp luôn. Đấy, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, màn hình giải trí, túi khí an toàn cực đầy đủ rồi nhá. 215 triệu trên báo giá livestream ngày hôm nay, vẫn còn thương lượng thêm và lộc lá thêm cho mình. Những bác nào quan tâm
Bên cạnh những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao như Kia Sportage và Tucson thì em còn có rất là nhiều 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport này. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao nước sơn màu trắng đẹp, số tự động giá rẻ chưa đến 400 triệu đây. Một chiếc xe EcoSport nước sơn màu trắng đẹp bản Titanium cao cấp biển 24 này, biển 24 nhá. La răng này, la răng dạng xương kiểu mới này, phanh ABS chống bó cứng, 395 triệu, đời 2014, có 5 chỗ ngồi gầm cao đi. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. Em Eco này là bản 6 túi khí, 6 túi khí nhá, rất là nhiều khí luôn. Vì em này sở hữu nhiều túi khí nhá. Chưa đến 400 triệu có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn. EcoSport đây ạ, giá chào bán 395 triệu cho chiếc xe Eco. Em còn Eco màu lâu nữa này, 5 chỗ ngồi gầm cao Eco, dòng EcoSport. Em còn màu lâu và màu trắng nhá. Một chiếc xe màu đỏ form dáng rất là sang trọng luôn, một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2017 form dáng mới. Dòng Mazda 3 này của em không thì có phanh tay điện tử và hai chế độ lái, xin nhan trên gương. Mazda 3 đời 2017 giá chào bán tam hoa 555 triệu. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí hỗ trợ trơn trượt khóa cầu vi sai. Phanh tay điện tử nhá, 555 triệu. Bao tết hãng toàn quốc cho mình. Nước sơn màu đỏ đẹp và em này là form dáng mới rồi. Hai chế độ lái và có phanh tay điện tử nhá, bản sedan hai đầu cho chiếc xe Mazda 3. Lên đèn bi salon và có dải đèn led rồi. Màu đỏ nhìn rất là chất chơi luôn. Em chào anh Hoàng Tâm này. Em chào anh Hoàng Tâm, chào anh Tưởng Nguyễn là chào hơn 50 khách hàng của em Hương nào. Lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em sẽ tư vấn nhiệt tình cho mình luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động giá cũng rất là rẻ đây. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi Galaxy đời 2005, động cơ trang bị là 2.4, giá chào bán là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động của em Hương nhé, 255 triệu. Và bên đây thì em có một cặp sinh đôi nữa đây. Hai chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh và màu vàng. Xanh là xanh zin, vàng cũng là vàng zin. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.25 số sàn, giá chào bán 215 triệu. 215 triệu, màn hình giải trí lên mâm thể thao đầy đủ hết rồi, giá cực rẻ luôn. 215 triệu Morning xanh 2016, 215 triệu Morning vàng 2016. Và em còn có một chiếc xe Morning đỏ nữa nhá. Em còn có một đỏ nữa cơ, quên vừa chưa quay qua, đã đi qua mất rồi. Em chào anh Chính Điệp này, Diệp này, chào anh Hoàng Tâm, chào anh Tưởng Nguyễn, chào chị Xuân Hồng, chào bác Quân Lê, chào bác Anh Tuấn này. Kia Morning xanh có, vàng có, đỏ có, trắng có và có luôn cả bạc. Morning 2016 động cơ 1.2 số sàn, em Hương đang bán là 218 triệu. Bán tải 5 chỗ ngồi máy dầu em có đây, Nissan Navara 535 triệu. Bán tải Forerunner gốc Hà Nội đây, Forerunner đời 2013 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.2. Em này là em bán tải số sàn duy nhất hiện đang có bên em Hương nhé. 395 triệu, hai cầu số sàn đời 2013 cho chiếc xe bán tải của em Hương này, hơn 300 triệu thôi. 7 chỗ ngồi thì em còn có cả Innova này. Innova bản G, hai mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí này. Gốc Hà Nội, một chủ từ mới, không taxi và không khoan đục. Innova bản G 2007, em Hương đang bán là 240 triệu. Không taxi, không khoan đục, bản G. 240 triệu cho một xe siêu phẩm Innova của em Hương nhé. Chào anh Kiên Trần được không ạ? Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương. Chào anh Phúc Bốn, chào anh Nguyễn Tuấn, chào anh Quân Lê. Những bác nào mà mới xem buổi báo giá của em Hương thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh hoặc ấn nút thích trang đấy ạ. Vì ngày mai, ngày nào em cũng báo giá vào 11h30 các ngày trong tuần.
xe chỉ từ 75 cho đến gần 1 tỷ là em sẽ có nhá. Giá xe nào em cũng có và em làm rất là nhiều xe, nên quan tâm mẫu xe thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Lê Thắng, chào anh Nguyễn Hùng. Bên đây thì em có một cặp Isuzu, Isuzu máy dầu 140 triệu, Isuzu máy dầu 160 triệu. Trên 100 triệu thôi là có xe Isuzu máy dầu 7 chỗ ngồi, đều là số sàn. Công trình, công trường hay các bác đi những vùng cao thì những dòng xe này chấp hết mọi địa hình. Nếu như mà có mua xe sang mà không phù hợp với cái địa lý, địa hình bên nhà mình đi thì cũng không thể đi được, mà rất là xót xe. Và em cung cấp cho mình những dòng xe. Giá xe nào em cũng có và em làm rất là nhiều xe nên quan. Cứ để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình nhé. Đây ạ, Isuzu máy dầu đây, 160 triệu và 140 triệu có Isuzu máy dầu nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Cruze này. Bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Cruze biển 34. Anh xem có biển sao? Nó lại như hôm qua rồi. Chắc có lấy vào trang cá nhân với em luôn. Cái gì này ạ? Đang live. Đang ngay như này, nó sập, nó tắt như lấy vào trong cá nhân như lấy hương. Không biết là con này đã ngoài kia hay làm sao. Chevrolet Cruze đây ạ. Chevrolet Cruze biển 34 đời 2012. Nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán với giá là 258 triệu. 258 triệu có xe Chevrolet Cruze đi các bác nhé. Có Chevrolet Cruze đi. Bản sedan 2 đầu với nước sơn màu trắng đẹp đây. Đây ạ, Chevrolet Cruze của em Hương đây, xe cực đẹp luôn. Giá chào bán chỉ có 258 triệu thôi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, sơn si sạch đẹp, thân vỏ rất là cứng cáp luôn. Đây ạ, Chevrolet Cruze 2012 258 triệu. Còn bên đây thì em còn có một chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu đây. Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, Hàn Quốc 2.0, giá chào bán là 215 triệu. 215 triệu đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, gốc Hải Phòng này. Biển Hải Phòng nhá. 215 triệu Santa Fe bản Gold máy dầu đây ạ. Động cơ trang bị là 2.0. Màn hình giải trí, ghế da cao cấp rồi. 7 chỗ ngồi, form dáng cực đẹp luôn. Màu vàng đồng nha các bác nhé. Màu vàng đồng đây ạ. Em chào anh Ba, Nguyễn Đình Ba, chào anh Hiểu Văn. Có mẹc không em? Mẹc em có chị Xuân Hồng ơi. Mẹc em có mẹc C250, mẹc C240. Ở đây em Hương có một chiếc xe mẹc C240 gốc Hà Nội, một chủ từ mới này. Chiếc xe mẹc này em đang bán là 199 triệu, mẹc C240. Động cơ trang bị 2.6, số tự động đẹp đời 2004, 199 triệu. Em còn có xe mẹc C250 bản Blue nữa cơ. Và bên đây thì em còn có một chiếc xe Fortuner đời 2011 máy xăng 2 cầu số tự động đẹp 7 chỗ ngồi. Em có Fortuner này.
Fortuner 386 triệu đây ạ. Em có Fortuner cho mình. 386 triệu cho chiếc xe Fortuner của em Hương nhé. Son si cực kỳ sạch sẽ luôn. 386 triệu đời 2017. Số tự động đẹp 2. Động cơ trang bị 2.0. Em này là hai cầu máy xăng. Em có hai chiếc xe Fortuner nếu như bác nào quan tâm. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios này. Trong những dòng xe Vios thì em có chiếc xe này là màu trắng này. Vios đời 2011, động cơ trang bị 1.5, số sàn. Em đang bán là 210 triệu đồng. Vios 210 triệu đồng, đời 2011, nước sơn màu trắng đẹp. Sơn si sạch đẹp, máy số thì ngon các bác nhé. Có Vios 2010 đi, màu trắng này. Còn nếu như mà thích Vios bản e xịn thì em có Vios bản e xịn đời 2015. Động cơ trang bị là 1.5, giá chào bán là 350 triệu. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương nào. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em 0354602790. Vios bản E đời 2015, động cơ trang bị 1.5 đây ạ. 350 triệu thôi. Nhưng mà form dáng mới, form dáng đẹp các bác nhé. Biển 98, nước sơn màu vàng cát đẹp. 350 triệu có xe Vios đi rồi. Bên đây thì em còn một siêu phẩm Hyundai Solata, gốc Hà Nội, bản sedan 2 đầu, phân khúc hạng D. Hyundai Solata đời 2009, nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp 288 triệu. Dưới 400 triệu thì em còn có một chiếc bán tải Nissan Navara với nước sơn màu xanh. Nissan Navara sản xuất năm 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016, giá chào bán là 398 triệu. Dưới 400 triệu có bán tải máy dầu, hai cầu, số tự động đi các bác nhé. Vios đây ạ, Vios này là 350 triệu đời 2015. Cho chiếc xe Vios bản e xịn, động cơ trang bị 1.5 các bác ạ. 1.5 có Vios đi rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Anh ơi, anh để ý hộ em ấy, em thấy nó đơ lắm, nó khác lắm. Anh xem đi nó như thế nào. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio đời 2015. Rio nhập khẩu, số tự động, bản sedan 2 đầu. Giá chào bán là 379 triệu. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Biển 20. Đèn halogen, đèn gầm là đèn bi này. Kia Rio 379 triệu đời 2015. Động cơ trang bị 1.4 nhập khẩu, số tự động đẹp đây ạ. Bản sedan 2 đầu nhập Hàn nguyên chiếc, ghế da máy số zin các bác nhé. 379 triệu có Kia Rio đi này. Còn bên đây em còn một chiếc xe Mac C250 bản Blue cao cấp đời 2009. Xin nhan trên gương, 10 mắt cảm biến va chạm trước và sau. Biển Hà Nội, giá chào bán là 379 triệu ạ. 379 triệu số tự động 1.8 này. Và bên đây thì em có xe này. Một chiếc xe Xpander. Xpander đây ạ, 7 chỗ ngồi, số tự động, một động cơ trang bị 1.5. Giá chào bán là 590 triệu đời 2020. Xpander xin nhan trên gương, máy eco xịn sò, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có rồi. Giá chào bán 590 triệu đời 2020. Form dáng mới này, Xpander các bác nhé. Còn bán tải từ đầu em đã quay rồi. Một cặp bán tải Isuzu D-Max và một chiếc bán tải Mazda BT50 đây ạ. BT50 đời 2015, bản 3.2, máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp. Giá chào bán là 510 triệu đồng. Bán tải Isuzu D-Max đời 2009, động cơ trang bị nè. Động cơ trang bị của em này là 2.0. Giá chào bán là 535 triệu đời 2016, số tự động đẹp, đăng ký lần đầu là 2017, máy dầu 2 cầu, có Isuzu D-Max các bác nhé. Đây ạ, đứng ra xa để khách hàng nhà mình có thể nhìn được nhé. Hai chiếc xe Isuzu D-Max của em Hương đây. BT50 các bác ạ, BT50, máy dầu 2 cầu, đều là số tự động này. Isuzu D-Max cũng vậy ạ.
Y10 thì em Hương có màu trắng rồi, thì đây em còn có Y10 màu đỏ đây. Một chiếc xe Y10 màu đỏ, form dáng cực xinh luôn. Y10 màu đỏ đời 2015, giá chào bán là 215 triệu, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0 số sàn. Có Y10 đi nhá. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo cho em ạ. Cảm ơn anh Trọng Ga, cảm ơn rất là nhiều khách hàng. Rất là nhiều khách hàng đang xem livestream của em Hương nào. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Chào anh Trọng Ga, anh Cao Bình, anh Nguyễn Xuân Hà, anh Quỳnh Nguyễn, anh Cường Công Hường, anh Linh Đỗ và anh Long Hách Bùi ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Kết nối Zalo cho em nếu như quan tâm về mẫu xe nào. Anh Hải Hóm Hình ơi, anh Nguyễn Văn Tình, anh Minh, anh Thế Thế này, anh Lương Đức Sinh này, chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Chào anh Dũng Minh, chào anh Ngọc nhé. Facebook nó bị bóp ẩn comment, em không nhìn được bình luận của mình nên em không biết đâu mà em chào khách hàng nhà mình ấy ạ. Ở đây em còn có một chiếc Spark số tự động 5 chỗ ngồi, Spark form dáng siêu nhân xin nhan trên gương, giá chào bán là 235 triệu. 235 triệu 5 chỗ ngồi số tự động đẹp. Một chiếc xe Hyundai Elantra mới về, form dáng mới này, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, 515 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra của em Hương ạ. Hyundai Elantra đời 2017, 515 triệu. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại và kết nối Zalo cho em Lê Hương, có hotline 0354602790. Hyundai Elantra đây các bác nhé. Bản lắp ráp trong nước, số tự động 515 triệu. Động cơ trang bị 2.0. Bên đây thì Fortuner em vừa mới về đây. Chiều nay thì em sẽ lên sóng và báo giá khách hàng nhà mình về chiếc xe Fortuner của em Hương nhé. Fortuner đây ạ. Em chào anh Dũng Minh, chào anh Vũ Ngọc này, chào anh Võ Chính Nam, chào bác Trịnh Hoàng Ngọc, chào bác Lương Lết Định đúng không ạ, chào anh Nguyễn Cường, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe Kia Morning số tự động và số sàn giá rẻ này, cho đến những dòng xe cao hơn như xe Mercedes, và cao hơn nữa có bán tải này, Xpander này. Số hotline của em là 0354602790. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Còn buổi báo giá trực tiếp hôm nay của em Hương thì em Hương xin phép được dừng ở đây. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Vì em cảm thấy mạng nó có hơi có một chút vấn đề rồi. Em nhìn thấy nó cứ bị giật đấy ạ. Để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình về những dòng xe mà mình đang quan tâm nhé. Để lại số điện thoại cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình. Còn có lẽ là bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây ạ. Chào anh Nguyễn Đức, chào anh Lưu Hanh ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã tham gia cùng em hết buổi báo giá ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá vào ngày mai nhé. 11:30 ngày mai thì em lại biết tiếp tục báo giá trên livestream cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.